giờ đây là người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm mềm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn đẹp nhất khi em cười. Thôi tắt đi, chăm chú đẩy lính này. Ấy chết mẹ rồi, chán hụt rồi. Ê, thằng kia lại đây. Ê, con rip kia. Chán có ba con. Lo tát ra Facebook, có thằng nào nhắn tin á. Thôi bỏ ba con ấy đi. Ừ, hai cái tóc biến. Tóc biến. Hai cái tóc thôi, bình thường. Chưa gì đã lên nè. Ông này chắc bad revenge á, đặt tên revenge top. Láo không? Ôi, thành sấm nổ, trời ơi, nó hơi máu. What the fuck? Ôi, cái thành sấm nó nổ kìa. Sốc điện nó nổ cho mình kìa. Dễ sợ buồn. Hai cho mày về. Nó về rồi kìa. Thôi đóng bắn. Kệ bà mày, dí đi. Đó, dí đi. Dí đi. Bà mà đi sống hộ tao cái. Trời ơi, rồi lần này là mày nát, lần này là mất bầy rip, mất hai bầy. Có con lý xì nữa lên là mày ngon hả mày. Chó này mất dạy thiệt. Chó này
Trời ơi, chơi con này không mấy, không quan trọng. Lý xin nó lên đây nhiều lần thì mẹ tin nó thọt thôi. Mình không mất lính là được. Một cái nửa cây vậy thôi. Đó, trời ơi. Đẩy lên này nhiều vô rồi khai xiết ra gan lát nát lên khác. Trời ơi, vừa lên level 6 ulti luôn. Hồi hết hết nó lại cái là nhây nó được tiếp rồi. Tabi. Chết thì bình thường, chết liên tục cũng được. Giờ có Tabi rồi. Quá nhỏ sao Lee Sin level 6 rồi kìa. Sút phát ra trong chậu luôn kìa. Mày có về không? Không về tao lầy mày chết à? Mày Lee Sin nó lên hoài như con chó. Hay ho mẹ gì? Con què Lee Sin nó lên nè. Nữa nè. Chết cụ mày đi. Ôn vật. Đi về. Your team has destroyed a turret. To shake or not to shake. Làm sao? Tính tay lèm mà thôi, bỏ đi. Nó đâu có chết đâu. Hả? À, đâu có chết được đâu. An ally has been slain. Lầy không? Giờ sao? Chết đi.
không chết đâu. Này thì lát, này thì lát. Xong cứ đi lại lên cái giáp lịch sĩ là khỏi dí. Không tin được. Nên tin đi, đánh hồi là mày chết bà mày với tao. Đấy là tao chấp mày ulti ấy, tao có ulti là mày chết luôn rồi đó. Thứ Lee Sin nó dí anh rồi. Thứ Lee Sin nó dí boss rồi, nó bị dí rồi, mày tưởng liền luôn. Anh đủ relay rồi đấy. Giờ sao? Như nào? An enemy has been slain. Làm gì? Chết queo bây giờ. Đạp độc một thằng chết, hai thằng chết, ai hi. Giờ sao? Làm sao nữa? Giờ mày như nào? Mày như nào? Mày săn lắm, mày mặn lắm đúng không? Tiên băng trước rồi cái giáp được. It's nearly time. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Double. Chết rồi, chết rồi. Ủa má, nó giết được mình, nó đéo chết luôn. Nó không giết được mình thì nó chết. Nó giật ra chết mình. Rồi, nó mới tốc biến rồi. Revenge giờ chỉ có biết khóc thét thôi chứ làm cái gì.
Giờ tôi lấy cái giáp lịch sử tôi chạy nữa làm gì tôi. Đi về này gà, gà con khỉ mà gà. Cáo thấy bà chứ gà, ông vô mà ông đạch. Nói hay lắm, vãi cái Riven gà. Riven lên đồ để lan nó trụ lan lên tia mát là đúng rồi. Mua này để lấy hồ chiêu, giờ lên rượu đen rồi mình lên đồ mát hay luôn thì gà. Mình sẽ rác nó xanh dưới. Gặp Riven khác hồi nãy giờ bể chủ với tôi luôn đi. Ulti farm hả? Má năm thằng má nó kéo năm thằng kìa má ơi. Cào cái để chết. Ôi chết mẹ. Gặp quỷ rồi kìa. Anh đánh anh cũng gọi Lee Sin lên, anh ngồi anh kêu là cắm. Mẹ anh Lee Sin nó không cắn là cái gì. Tôi nhai một hồi là cái tí nữa tôi lên đủ đồ là cái team nó đi à. Thì nó điên với mình luôn đấy. Rồi, bẻ cái chậu nè. Rừng mình nó xanh vơ color đó rồi. Xong cái giáp lịch sĩ nữa, tôi lên cái gì ta? Mặt nạ vực thẳm, đó. Đi tôi chạy. Để cái này lên Vinh Quang 99. Shut down.
đến tao. Chạy hả? Chạy đi đâu? Chạy đi mà ai á? Rồi giới lịch sử rồi nè con. Tì Tì đâu? Zana của công ty không xài à? Để đi. Để đi. Nè để đi tôi đép được mà. Ông này ông không chịu đẩy. Nghịch ngu rồi. Đồ quá, đồ nhiều chưa, ba món lớn rồi kìa. Chơi sao lại đây? Tham quá. Ừ đáng giết. Ừ hay rồi vậy là hay. Cái lít ta nó ăn sao cái chăn. Làm gì vậy? Mấy ông làm gì vậy? Má sẽ rắc chuyện đau quá. Mấy thằng này nó cứ chết lẻ tẻ ở đâu quá ta. Khùng vừa. Luôn rồi.
Làm pha đã quá. What the fuck? Ôi ôi, tôi để lại, để đồng đội lại, đồng đội chết hết luôn kìa. Ôi, không nghĩ đồng đội chết hết luôn đấy. Ôi, tôi tưởng đâu ăn được rồi chứ. Để revenge đi chết hết luôn kìa. Chịu. Múa, múa cái bà già mày chứ múa. Múa. Múa cái bà nội mày. Chơi Kha'Zix không biết cường hóa W. Ui. Thấy chắc tôi phải lên cái mặt nạ nó quá, tim mình thiếu đam.
Ôi 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 má nhìn hơi chịu. Gánh hồi gánh sắp mặt liền đi. Mày mày đi công ty với người tao rồi mày xong mày luôn rồi. Quăng tao cây bon tao cũng chơi vòng tròn, quăng tao cây bon tao giết được mày là tao hết nhiệm vụ rồi. Trời ơi thấy chưa, cái đồ gánh tim chưa đây. Nhây mà nhây cả cái tim nó dí luôn. Vui ghê. Cả tim dí luôn. Không chết luôn. Cái thông tin chi tiết. Trời ơi, sát thương tôi gây ra có thua gì thằng Ori đâu, thua có mấy trăm mà. Sát thương mình gây ra thua có mấy trăm rồi đó. Đùa đâu.